Chị Trang ơi, thì hôm nay là mình điều trị lần thứ ba của phương pháp BRB đúng không ạ? Đúng rồi em. À, Hôm nay là tới làm lần thứ ba đó. dạ. Thì em được biết là trước đây 2 tháng chị Trang có làm phương pháp là Ultherapy bên em. Thì không biết là sau khi làm Ultherapy chị thấy cái hiệu quả như thế nào chị ha? Chị thấy da mình mịn màng, căng bóng và nó mướt hơn. Với lại cái phần cơ bên hai bên đây nè, nó được nâng lên, nhìn tươi trẻ lắm. Cái phần rãnh cười của chị Trang giảm cũng rất là nhiều nè. Đúng rồi. Thì hôm nay là mình điều trị lần thứ ba, thì chị có thể chia sẻ thêm giúp em là trong 2 lần mình điều trị á, chị có thấy đau không chị? Chị không có thấy đau, nó chỉ giống như là nhẹ tê tê chút xíu thôi, nhưng mà nó không thành vấn đề. Tại vì là cái da của mình nó căng mướt, nó tươi trẻ lại giống như là hồi con gái vậy đó. Dạ, thì mình trong quá trình làm mình cũng được ủ tê cho nên là mình cũng giảm cái cảm giác đau của mình. Dạ, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có thể chia sẻ thêm cái tình trạng của chị Trang cũng giống như là cái phương pháp mà chị Trang đang làm được giúp em được không ạ? Với tình trạng của chị Trang thì mình đã làm, đó là thứ nhất là mình đã bắt đầu bằng cái công nghệ anti-aging để làm nâng cơ, làm xóa cái rãnh mũi má. Cách đây 2 tháng thì chị Trang đã bắt đầu mình làm cái công nghệ đó rồi. Thì hiện tại thì mình kiểm tra thì mình thấy là cái cơ nó đã săn rất là tốt, cái rãnh mũi má nó cải thiện rất là tốt rồi, cái viền mắt nó cũng bớt nhanh rất là nhiều rồi. Thì sau đó thì mình đã làm thêm 2 lần, đó là công nghệ PRP. Thì đây là cái công nghệ mà lấy máu tự thân, tách chiết lấy cái huyết tương giàu tiểu cầu, sau đó mình cấy lại lên cái vùng da yếu để làm cho da mình khỏe hơn, trẻ hóa da, tăng sinh collagen, và làm mờ đi cái phần nám ở trên da, da khỏe. Thì hôm nay là mình sau 2 lần thì mình thấy là cái tình trạng cải thiện rất là tốt, đó là cái da của chị Trang nó đã sáng hơn, đều màu hơn, da khỏe hơn, nó không còn đỏ 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 giống như cái bước đầu tiên chị Trang tới nữa. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình làm lần thứ ba để làm cho da tiếp tục là khỏe và sáng hơn, đẹp hơn nữa. Mấy cách đây 1 tuần á, chị đi chơi thì gặp các bạn khen chị quá chừng, bữa nay trẻ hơn 10 tuổi luôn. Dạ, nó trẻ hơn nhiều chị ha, nhất là cái phần nám em thấy là giảm đi cho nhiều đúng không ạ? Dạ, thì em tiếp mời bác sĩ cũng như mời chị Trang tiếp tục làm liệu trình tiếp theo ạ. Dạ, em mời chị Trang ạ. Ok. Để có một làn da căng bóng, săn chắc cũng như là hết nám như chị Trang thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 66 17 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà buổi livestream tiếp theo nhé.